Thưa quan xin phép chia sẻ với mọi người một bài viết của chú Phạm Tiến Khoa. Bài viết này thì theo cá nhân thưa quan á, thì thưa quan thấy rất là hay và thưa quan muốn chia sẻ đến với mọi người. Và khi mọi người đón nhận á, mọi người đón nhận, mọi người nhìn nhận như thế nào đó là cũng là quyền của mọi người nha. Thưa quan chỉ nhiệm vụ là mình thấy là có cái gì đó nó hay hay thì thưa quan muốn chia sẻ đến mọi người vậy thôi. Em chào Phạm đồng sĩ. Vậy ha mọi người ha. Và bài viết của chú Phạm Tiến Khoa với cái tựa bài là Mánh lới. Mánh lới. Ông Putin đã nói rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên dối trá, mà trùm của những mánh lới để che đậy sự dối trá không ai khác chính là những người đứng đầu nước Mỹ. Chả cần phải lật lại quá khứ xa xôi như thời Mỹ gây chiến ở Việt Nam làm gì. Thời đó, Mỹ muốn đem máy bay B-52 ra bắn phá miền Bắc thì Mỹ tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, vu cáo cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là khiêu khích Mỹ. Ngay nhân dân Mỹ cũng bị lừa dối. Hàng nửa triệu thanh niên Mỹ lại bị chính những người lãnh đạo nước Mỹ lôi kéo sang Việt Nam chiến đấu dưới chiêu bài chiến đấu cho nền tự do của thế giới. Bao nhiêu người bị vỡ mộng, thậm chí không còn dám nhận mình là cựu binh trở về từ Việt Nam nữa, vì điều đó làm cho họ xấu hổ. Và thế giới còn nhiều lần bị chính quyền Mỹ lừa dối nữa, như các cuộc chiến tranh ở Iraq, Iran, Libya, Syria, vân vân. Đó là những câu chuyện một khi Mỹ muốn gây sự với quốc gia nào thì tạo ra cái cớ không có thực để tiến hành chiến tranh. Nhưng đôi khi nó lại chính là mánh lới của những người có quyền thế muốn làm giàu từ những sự kiện rối ren ở nước khác. Ukraine là một điển hình. Vào những năm 2013, 2014, chính quyền Mỹ gây ra cuộc cách mạng Maidan ở Ukraine để lật đổ những chính quyền trung lập với lý do là chống tham nhũng. Để rồi lập nên một chính quyền tay sai Zelensky còn tham nhũng hơn. Thói thường, chống tham nhũng ở nước nào thì đã có cơ quan tư pháp nước đó tiến hành và cần nữa thì dân nước đó xử. Nhưng không, năm 2014 Mỹ đã thành lập tại Ukraine một tổ chức chống tham nhũng có tên là NABU, không thuộc chính phủ Ukraine mà thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của sứ quán Mỹ tại Kiev. Nói ngay cho nó vui, chính NABU là cơ quan đứng ra bao che cho những vụ làm ăn mờ ám của ngài phó tổng thống Hoa Kỳ thời đó dưới trướng của ngài tổng thống Obama, đó là ngài Joe Biden, đương kim tổng thống ngày nay, thông qua người con trai của ngài là cậu ba Hunter Biden. Nói cho chính xác ra, có tài liệu nói rằng ngài Biden có quan hệ làm ăn với 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có kẻ thù không đội trời chung là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và cái từ kẻ thù không đội trời chung này xin đóng trong ngoặc kép nha mọi người. Việc làm ăn ở Ukraine chỉ là một trong số đó. Tại Ukraine có một công ty tên là Burisma. Người đứng đầu công ty này là Todd Shapke. Chẳng hiểu quan hệ thế nào mà ông này đưa Hunter Biden và một số nhân vật quan trọng khác của Mỹ vào là thành viên của Rush of the Director và hưởng lương 50.000 USD trên một tháng. Nhận thấy công ty Burisma có cái gì đó không minh bạch, thế là Bộ trưởng Tư pháp của Ukraine thời đó là ông Sokin tiến hành điều tra công ty này. Sokin đã mó phải dái ngựa, dù
là bạn thời trẻ của đương kim tổng thống Zelensky, xong không thể không bị ngựa nó đá. Thế là Sokin bị sa thải, thay Sokin bằng Lutsenko. Ông này hùng siêu phách lạc khi nhận được từ sứ quán Mỹ một bản danh sách những nhân vật. Trong đó, sứ quán yêu cầu ông ta không được điều tra những nhân vật đó trong bất kỳ trường hợp nào. Quân lệnh Như Sơn nhận thấy Lutsenko có thể không làm vừa lòng ông chủ Mỹ, nên Tổng thống Ukraine đã cho ông ta ngồi chơi sư nước. Khi Valesi Bashkan lên thay, chưa ngồi ấm chỗ, đã phải viết đơn từ chức vì dám ra lệnh kiểm toán lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kể cả tổ chức Nabu. Một khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Hạ viện Hoa Kỳ, các đảng viên đảng này cũng đang tìm cách trả thù ông Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Ai bảo khi Dân Chủ chiếm đa số tại lưỡng viện lại bày đặt luận tội chứ, điều tra chứ, chỉ với mục đích là cản đường đảng Cộng Hòa đặt chân vào Nhà Trắng năm 2024. Chứ chẳng phải vì nước Mỹ cái mẹ gì. Nay, thì ông nghị James Conner thuộc đảng Cộng Hòa lại nêu vấn đề luận tội không chỉ riêng đương kim tổng thống mà điều tra chuyện làm ăn của cả gia đình tổng thống nữa. Ông James Conner đặt câu hỏi: tại sao các thanh sát viên của Hoa Kỳ chỉ tìm ra được 10% số vũ khí mà NATO, đi đầu là Mỹ, đã cấp cho Ukraine? Vậy còn lại 90% đã đi đâu? Tại sao ông Biden đã quyết định chi cho Ukraine với tổng số tiền là 116 tỷ USD, lớn hơn ngân sách quốc phòng của bất cứ nước nào trên thế giới trừ Mỹ? Tại sao với số tiền chi ra lớn như vậy mà không tiến hành kiểm toán, trong khi ông Biden lại chỉ định 87.000 quan chức thuế chỉ để theo dõi việc nộp thuế của người dân Mỹ? Chúng mình là người ngoài cuộc, nghe vậy thì biết vậy. Chứ mấy cái tại sao ấy chắc gì đã làm thay đổi được chính trường nước Mỹ. Cũng làm cho chúng mình hiểu thêm về xứ sở tự do và dân chủ, để biết là ai mới là chủ thực sự của đất nước. Cái câu kết rất là hay, đó là hết cái bài viết của chú Phạm Tiến Khoa. Và rõ ràng theo quan rất thích cái câu kết là để chúng ta biết là ai mới là người chủ thực sự của đất nước, qua cái mà câu chuyện và cái nội dung bài viết của chú Phạm Tiến Khoa. Thì nhân tiện, đúng không ạ, thì mọi người nếu mà ai nghe chưa rõ và hoặc là chưa nắm rõ chi tiết đó, thì có thể vào nick của chú Phạm Tiến Khoa, mọi người tìm cái bài đó với cái bài là mang cái tựa đề là Mánh Lới, mọi người sẽ đọc lại. Và thưa quan tin rằng thì khi mọi người xem thì chắc mọi người sẽ có một góc nhìn cho riêng mình. Còn nhìn như thế nào tùy mọi người ha. Ok, vậy ha mọi người ha. Một lần nữa thì thời quan cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều và đã tham gia cái buổi live tối nay, đúng không ạ? Và trước khi kết thúc live thì cũng xin nhắc lại những cái câu mà khái niệm mà cầu truyền hình ha, là chúng ta cà khẹ những thành phần bên kia thế giới, bởi vì chỉ là những cái kênh YouTube thế này thế nọ thôi, nhưng mà cũng là dùng những cái danh từ rất là mỹ miều, rất là mượt mà, để khiến những người dân trong nước họ không hiểu biết thì họ lại lầm tưởng là đây là một cái kênh truyền thông to lớn gì ghê cho lắm. Đó là gì? Những thành phần bên kia họ thường dùng từ đây là một cái cầu truyền hình gồm nhà báo này, gồm nhà luật sư nọ tham gia và tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, nghe rất là to. Toàn là tiếng Anh, tiếng Mỹ không à. Đó. Thì ở đây chúng ta dùng cái từ cầu truyền hình là mang tính cà khệ những cái tay YouTuber, cụ thể như là cái tay đang đứt phạm á, của kênh Nửa Vòng Trái Đất, đúng không? Của kênh Nửa Vòng Trái Đất á, một cái tay YouTuber lên kênh, lên làm lại trên cái kênh YouTube, tự phong cho mình là một cái cầu truyền hình nó mới kinh. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người.
người chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Bye bye.